giờ bố nghĩ con lên cái gì? Tùy con, thích chơi gì đó nhé. Chơi đại đi. Suy nghĩ một hồi, anh vẽ cá voi và đòi bố làm cá voi. Cá nhắm voi hay cá mập voi là loại cá hiện còn sống có kích thước lớn nhất thế giới. Chiều dài của cá nhắm voi khoảng 9-11 mét, nặng từ 10-15 tấn. Cá nhắm voi ăn các loại sinh vật phù du, tảo lớn, nhuyễn thể hay là các loại mực và động vật có xương sống nhỏ. Còn anh bạn cá voi lưng gù này thì ai cũng biết, anh ta to lớn nhưng rất hiền. Mình bắt tay vào làm thôi. Bây giờ mình sẽ phác thảo. Bước này rất quan trọng, bởi vì sẽ xác định được kích thước cũng như hình dáng sơ bộ. Mình làm lõi bằng giấy nhôm nha. Rồi, đây là viên đất. Bây giờ mình sẽ làm bộ vây trước, để cho nó kịp khô. Ép lên chân phần lõi giấy nhôm, mình ráp tất cả các bộ phận lại. Khi lên chi tiết thì các bạn cần một chút nước, một cái khăn ẩm để liên kết được mịn màng hơn nha. Cuối cùng thì mình cũng có con cá. Sơn bày ra nhiều vậy thôi chứ mà xài ít lắm. Với cái nước sơn đầu tiên này á, thì thường nó sẽ hơi bết bết. Nhưng mà cái này là sơn lót thôi, cho nên các bạn yên tâm. Các bạn sẽ làm 2-3 lớp thì nó sẽ phiêu hết, không còn cái tình trạng bết bết nữa. Xanh cho nó không có cảm giác bị tối. Cái màu đỏ mình đang cầm trên tay là cái súng vung nhưng mà cầm tay ha, nó có thể sạc được bằng USB. Cái này chỉ sử dụng để sơn lót bình thường thôi. Là nhân vật chính nè. Cái súng này á, là cái airbrush cần phải có cái bộ bơm. Cái bộ bơm mình đang để ở dưới gầm bàn. Thì cái này sơn nó sẽ rất là đẹp, sơn mịn và cái hơi ra nó sẽ rất là mịn. Nếu mà bạn nào không có sử dụng được airbrush thì có thể sơn bằng tay cũng được. Xong mấy lớp rồi thì mình lấy máy sấy, mình sấy nhẹ ha. Nhớ là đừng có làm nóng quá. Ok, bây giờ mình lên thêm một lớp màu nữa để cho cái con cá nó có chiều sâu á, chứ nó không có bị phẳng mặt. Khi mà bạn lên lớp màu này rồi á, những cái khối ở trên cá như cái vây, cái mang cá nó sẽ nổi lên rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy cái phần đầu nó sẽ sáng và nó tối dần về phần đuôi. Và nó là hai màu hòa vào nhau luôn. Nhìn cá nó rất là dễ chịu ha. Bây giờ mình ngửa bụng nó lên, lại sơn nó ra phần màu trắng. Sơn trắng này thì mình cũng sơn từ từ thôi ha. Các bạn đừng có vội vàng. Mình sơn nhiều lớp. Bây giờ mình sẽ lấy chính màu trắng mình highlight lên luôn. Thì cái highlight đó mục đích là để nhấn cho những phần nào cần nổi nổi lên ha, là phần đầu và phần hai bên cũng vậy. Bây giờ mình lên chi tiết cho mấy cái đường gân chìm ở trên cái da của nó. Đây là một loại cá giống như
gần như là da trơn á, cho nên mình phải tả cái da sao cho nó đẹp. Các bạn thấy mấy cái đường gân trắng trắng á, nhẹ nhẹ thôi nhưng mà cũng phải có thì những con cá nó mới kỹ được. Bây giờ trên nó có mấy cái đốm, mình sẽ sơn nhẹ những cái đốm đó. Rồi tạm món ha. Có hướng của nó nha, chứ không phải là muốn chấm xào chấm. Mình quan sát kỹ con cá thì tất cả những cái đường chấm này á, nó đều có hướng hết á. Nó sẽ tạo ra cho cái cơ thể nó có được cái dáng, cái chấm theo cái dáng của cái cơ thể con cá. Chịu khó làm từ từ ha, kiên nhẫn chút xíu thì nó đẹp. Cái này mình cũng làm chiếu kỹ lắm, uống cà phê vô tay run nổi mụn quá trời. Làm vậy là cũng đã cố gắng lắm rồi. Rồi ok, bây giờ mình nhấn nhá lại thêm chút xíu nữa để cho nó hoàn thiện. Và tất cả những người sơn hầu như ai cũng thích là sơn bóng lên, làm cho con cá nó thật hơn. Tuy nhiên là mình sẽ làm bóng phần lưng thôi, phần bụng mình chừa lại. Nhân tiện thì mình sơn bóng luôn con cá voi lưng gù. Con cá voi lưng gù này thì làm mình làm trước đó rồi nhưng mà mình chưa sơn bóng. Ta-da! Thành quả. Nếu mà không chơi với con á, mình cũng không có biết đây là cái loài cá, cái giống cá mà lớn nhất thế giới còn tồn tại. Và nó là giống cá mập, tuy là cá mập nhưng mà nó hiền. Ở Philippines á, nó có một số cái tour mà lặn xuống dưới để xem những cái con cá voi này. Trong quá trình phát triển của con ấy, thì mình thấy là những cái mà con tìm hiểu nó cũng giúp cho mình hiểu được hơn về những cái điều mà trước đây mình chưa biết, giống như mình đi học lại lần thứ hai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh.